Thưa quý vị, truyền thông Triều Tiên hôm nay đưa tin nước này sẽ ngừng thử nghiệm tên lửa hạt nhân ngay lập tức. Hãng tin KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết đất nước của ông không cần tiếp tục tiến hành thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa để đảm bảo tính minh bạch trong việc đình chỉ các thử nghiệm hạt nhân. Bãi thử phía Bắc sẽ bị phá bỏ. Hiện thì một trong số đó đã bị đóng cửa như một minh chứng cho lời tuyên bố. Tuyên bố của ông Kim Jong-un chắc chắn sẽ mang lại sự ổn định cho an ninh khu vực. Báo chí quốc tế đã có những phân tích đầu tiên lý giải vì sao nhà lãnh đạo Triều Tiên lại đưa ra quyết định mang tính lịch sử này. Hãng thông tấn BBC đặt vấn đề, rất có thể kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, nền kinh tế Triều Tiên đã sụt giảm 30% trong năm ngoái, đặc biệt là xuất khẩu cho đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Trung Quốc. New York Times cho biết, áp lực đối với kinh tế Triều Tiên đã đạt đến mức vô cùng lớn, khi gần đây lệnh trừng phạt cũng đã khiến hàng chục nghìn công nhân Triều Tiên ở Trung Quốc rơi vào cảnh thất nghiệp. Kinh tế ì ạch, nhiều mặt hàng thiếu thốn, đặc biệt là thuốc men. Đây được cho là lý do dẫn đến quyết định dừng thử hạt nhân tên lửa mang tính lịch sử này của Triều Tiên. Trước động thái này, thế giới đã có những phản ứng tích cực từ phía Mỹ và Nhật Bản. Đây là tin tức rất tốt lành với Triều Tiên và thế giới, một tiến bộ lớn. Tôi trông chờ vào cuộc họp thượng đỉnh sắp tới. Tuyên bố của Triều Tiên là một bước tiến mà tôi thực sự hoan nghênh. Bước tiến hay tiến bộ cũng là từ khóa trong tuyên bố được phát đi từ phủ tổng thống Hàn Quốc, trong đó đánh giá việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thành công của cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và Triều Tiên-Mỹ sắp tới. Tuy nhiên, quan điểm thận trọng vẫn còn đó, khi một số quan chức của Nhật Bản cho rằng hiện chưa phải thời điểm giảm bớt áp lực lên Bình Nhưỡng.